Rồi ok luôn em, và chào quay trở lại với channel Pop Pro. Và chào cả chị em, lâu rồi chúng ta chưa chơi những cái tựa game lái xe đúng không? Dạo này dịch dã căng thẳng, ở nhà nhiều khiến mình bị mụ đầu rồi. Thế nên hôm nay mình quyết định là chúng ta sẽ cùng nhau đi lái xe tải. Ok, được rồi, bây giờ để mình đi lấy xe cái đã nhá. À nhưng mà không thấy lại có chở cám chim à. Tối nay là ăn cơm nguội. Đúng rồi. Đi làm sao làm việc được. Thế đi xin đi cơm chay. Mình... này đúng rồi, mất tù ấy. Mất tù thì anh em xóa game cái xóa game này. hợp lý luôn. Đầu tiên là mua xe rồi thì phải làm gì bạn? Tìm việc đố. Phải đi tìm việc. Ở đây là có rất nhiều việc. Chở cà chua này, chở các thứ, cà chua bi, chở thịt bò này. À nhưng mà không thấy lại có chở cám chim à. Chắc là chỉ có Việt Nam thôi. Ngoài cũng có. Chỉ có ở Việt Nam, ở cái đường Trần Duy Hưng ấy. Là rất hay có các anh chở cám chim, đúng không? Thức ăn cám chim. Thế tôi nghĩ là thôi anh em mình chở thịt bò. Nếu mà có đói quá thì mình vẫn ăn được luôn nhá. À đây rồi bạn ơi. Đây, giới thiệu các bạn nhá. Đây là xe của mình, của bọn mình. Ui, đây là nhìn từ trên cao này. Từ trên cao ta nhìn xuống. Đúng rồi, đây là các góc độ khác nhau. Đấy, ghê không? Rồi anh em mình đi thôi nhỉ, di chuyển thôi. Thử cái nhỉ. Ui, zoom phết bạn ạ. Zoom à? Ừ, zoom kiểu xe to mà. Ui, đấy, được của nó đấy. Ui, ngõ bé này mà sao ra được nhỉ bạn nhỉ? Phải xem nào. Để thử nhá, để thử sạch đấy. Phải thử thôi. Lái mới mà cho vào đường này hơi căng đấy. Hơi bị căng đấy. Nhưng không sao, anh em mình là tài xế mà phải chấp nhận thứ đau chứ. Người vận chuyển. Đấy, người vận chuyển. Siêu xe mình còn lái được. Đúng rồi, lên voi chú chó nhỉ? Đang lái siêu xe, quay được cái, lái xe tải rồi, chán thật. Rồi, rồi, đây, anh phải ra được rồi, xe bạn biết mình ra được chưa? Ra được rồi anh. Rồi, là ngon. Rồi, thì cái góc tự được. Góc à? Đánh lái. Đấy, rung bạn ạ, tay lái cho tôi cũng rung. Đấy, rung, thật sự bạn ạ, con game này, xe, đấy, ồ. Ôi, khá qua nhỉ? Hay đấy, khá đấy, được rõ đấy. Xe dành ngoãng như này mà ra được. Rồi, bây giờ là đi đâu nữa nhỉ? Để xanh rồi, đi theo bản đồ bạn ơi, dễ phải kìa. Dễ phải. Tôi là phụ xe cho bạn nhé. Ok, thế dễ phải đúng không? Thế em đi nhanh thôi. Không cần phải tư tốn các bạn ạ. Ôi, bạn ơi, cần lên biển rồi, lên biển rồi. À, lên biển rồi à? Chết. Con này là phải căn rộng một tí nữa. Đây, để tôi chỉnh hướng cho bạn này. Đấy, bạn thấy không? Đúng rồi, anh em. Lùi. Lên biển. Đây, lùi. Rộng rồi. Bị phạt bạn ạ. Con game này thực tế đấy. Chưa thế à? Chưa làm được đồng nào bị phạt này thì rồi, ăn chưa, gì? Chưa làm ra đồng nào bị phạt rồi. Này, chết. Có 2.000 đô để làm vốn bạn nhé. À, làm sao nào? Đúng rồi, ok. À, đường rộng bạn ơi, clear. Clear nhá. Rồi. Đường anh đi, đường em đi thôi. Rồi, ok, ngon rồi, bây giờ là tăng tốc thôi. Ui, dòng sông thơ mộng không bạn? Ừ, được đấy. Này, chính ra cái thành phố này trông rất là thân thiện. Rất là bình yên. Đấy. Tôi là chỉ sợ là mình trừ mất tiền vừa nãy là mất 80 euro là cái triệu 6 của mẹ thôi. Chưa làm được gì là mất triệu 6 rồi. Mở mắt ra, cái xúc miệng này 80.000, 80 đô. Đấy, cái này nó giống như kiểu là cầu vượt ở Việt Nam đúng không? Nó giống kiểu thế. Nhưng mà đường ở đây nó thoáng mát hơn. Ừ, đấy. Thoáng hơn. Bây giờ mình đang đi với tốc độ là 20 km/h. Như kiểu mình đi bộ ấy nhỉ? Xe đạp đi bộ này nhanh quá. Bạn cho tôi xem cảnh phố xung quanh như thế nào. Ui, quả nhà. Cao tầng đấy. Đấy. Xung quanh bên trái phải là... Khu này... Ôi, có cả khách sạn này. Khách sạn này. Chắc chắn bây giờ đang có cái rửa lông bịt không? Chết thật. Mình sắp đến nơi rồi. Ok, bây giờ như bây giờ là phải vòng vào đúng không? Đúng rồi. Nhỉ? Vòng vào. Chưa. Lên ngã tư. Đúng rồi, lên ngã tư. Chết nhầm bây giờ vào công ty này người ta nhầm thế này người ta đánh giá mình chết. Tổ lỗi tôi phụ lái tôi này chết tắc trách quá. Người ta đã bảo mình xâm nhập trái phép. Chết rồi. Ủa chết rồi mình đỗ sai nhầm làn à? Đỗ nhầm làn. Thế mình không để ý này nguy hiểm quá con game này thực tế thực sự. Nào, mình phải nhường đi hết bạn ạ. Đúng rồi, phải nhường. Đấy, ôi nó quên gương kìa. Đấy, phải nhường. Cay thế nhỉ? Bây giờ mình lại đi đỏ rồi. Bây giờ mình đi là mình bắt buộc phải rẽ trái chứ không là mình đã đi sai luật cũng thôi. Chấp nhận nha, lại trừ 80 đô thôi. Đường này nhịn nhá. Tối nay là ăn cơm nguội. Đúng rồi. Thế đi xin đi cơm chay nhỉ? Mình
Em đi xin đi chay luôn. Ngày xưa đường tăng đi phượt xin cơm chay suốt có tốn tiền ăn đâu. Đúng rồi. Anh em bây giờ cũng thế thôi, các bạn thông cảm nhá. Lần đầu tiên lại mời lại mời. Đấy. Nào có đã quên làm thằng này cái con lâm chết từ giờ. Càng quá càng quá. Rồi ok. Tay lái còn rung rung cơ. Nào ta nhá. Ồ ngon đấy, ngon đấy. Ngon rồi, ngon rồi. Đấy, anh em có đi đi nữa đúng không? Đi nữa đúng không? Ờ đúng rồi. Đi nữa, đi nữa. Chưa thấy bị phạt nhỉ? Bạn cứ mong chờ muốn phạt đi nhỉ? Thôi thì hơi lo, lo chắc là phạt muộn các bạn. Chắc là công an nhìn thấy cơ. Tôi chỉ lo là người ta phạt muộn thì thôi. Hình như dễ phải đây bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dễ phải nhá. Anh em mình đi lấy thịt bò đúng không? Đây đúng có vẻ đây là nhà máy thịt bò. Đúng thịt bò. Này, không biết về tôi tự nhiên chơi game này tôi thấy hơi tò mò. Nếu mình cứ chơi những phong cách bình thường này thì nó buồn quá, tôi muốn đâm thằng nào đấy. Bây giờ anh em đi lấy đi thịt bò rồi đâm vào nó thử xem gì à. Tôi hơi tò mò là không biết là mình, nếu như mình đâm bọn này thì mình bị chiến tiền nhỉ? Thử chứ. Này bố gần bắt vào tù ấy. Nhưng mà phải tự lấy phép chết đấy. Nhưng mà phải thử, nếu mà bắt vào tù thì anh em xóa game cái. Xóa game là hợp lý. Hợp lý luôn. Từ bạn cứ thằng kia là bạn nhiều người chứ. Mẹ thằng kia, thằng và bẩn đang thấy mình sẽ bị phạt không ạ? Bị phạt không ạ? Không, mình chắc bố đời mẹ thiên hạ quá. Rồi ok, em bạn enter này. Enter nè. Để xem thế nào đây, gì đây? Một tài xế lo lắng có khả năng cua trong không gian hẹp khi đã tháo bỏ rơm mắc. Tuy nhiên, sự an toàn thì bạn cần nó ở đâu? Sự lựa chọn an toàn. À, nếu như mà bây giờ mình chọn những cái thứ như này thì mình sẽ có thể gọi là tăng được kinh nghiệm nhiều hơn. Tôi nghĩ bây giờ anh em đang là người mới. Đúng. Đang là người mới thì tôi chọn cái này an toàn. Ừ, đơn giản. Xác nhận cái. Không, tôi ngại. Lùi vào thùng hàng, vào khu vực quy định. Cẩn đấy, cẩn đấy. Cẩn đấy. Phải lùi hết đấy bạn ạ. Ừ. Để tôi cố gắng nha. Nói với anh em ở trong này rồi, làm gì có thằng nào đâu, đúng không? Rồi. Bạn phải quay đầu ra ngoài chứ. Bây giờ mình lùi tiếp bạn này. Đúng rồi. Rồi bây giờ là rồi bạn quay sau tôi cái. Ok bạn quay tôi cái, đúng rồi bạn cố gắng giữ các mày để tôi nhìn này, tôi nhìn này, được rồi. Khó được. Đây thằng anh em lùi tiếp nhà này. Đấy, sang trái đi bạn, sang trái. Sang bố lòng trái, sang trái cơ. Đây. Từ cho bạn để tôi. Để tôi tưởng tượng. Nào, sang. Rồi. Bạn đã tiến lên đi. Đây, ok chưa. Để lùi nhá. Tôi nghĩ bạn phải tiến hẳn lên cho đầu thẳng rồi đẩy thẳng xuống. Hợp lý đấy. Ở đấy, bởi vì đầu nó bị lệch. Đúng rồi. Chuẩn. Cái xe này bị lùi bạn ạ. À, có thể là. Nó trôi. Đấy, bạn lên đi. Đúng rồi. Hiện tại là tôi đang bị lái ngược các bạn. Đúng rồi, mình bị ngồi ngược mà. Đúng rồi. Đây, anh em cố gắng. Rồi, lên hẳn đi. Đúng. Rồi, lên đuôi. Nữa tí nữa. Lên một tí nữa cho nó chắc ăn. Mỗi lần mà xe tải nó dừng là có hay có tiếng. Đúng rồi, xả hơi. Đây mà lùi đi, lùi này là ít rồi. Mãi lệch các bạn ơi. Đấy, được chưa bạn ơi, được chưa nhỉ, gần được vào đấy. Được rồi đấy. Được chưa? Rồi, ok đấy, hoàn hảo. Chúc mừng cho chuyến hàng đầu tiên của chúng ta đã thành công. Được thưởng 3 kinh nghiệm rồi. Sao nó được 5 nhỉ? Nó ăn bớt đúng không? Thì nó phải chiết khấu trong công ty chứ. Chiết khấu công ty. Thôi được rồi. Tiền là 367 và hôm nay chúng ta đã bị phạt mất 80 đô. Tức là còn 200 Hơn 200. Còn hơn 200. Hết được, mỗi thằng hơn 100, cổ xăng thừa lẻ. Hợp lý. Ai à, đây là tổng hành dinh. À, đây là kiểu... coi như là nhà của mình đấy. Trụ sở đấy, càng thế nhỉ. Trông như nhà tù ấy nhỉ. Trông kiểu khu tập trung, tập thể dục, thể giết tù nhân. Ờ, đây cũng trông hơi khỏe. Có cả mấy cái này như kiểu mẹ xin lợn. Tập tài à. Trời ơi, tính hết. Nó là một cara tốt. Thôi được rồi. Rồi, tiếp tục đi. Chúc may mắn. Ok. Ok, tạm thời tầm này mình sẽ kết thúc đây và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Đừng quên được cái hay thì đồng hành cùng với bọn mình trong các tập sau nhé. Trong các phi vụ tiếp theo. Bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.